Hôm nay mình review món cút mà ở quán bên Anh nha. Cút nướng. Cút nướng bên Anh. Mấy anh em ngồi chơi lai rai tí. Được quay mặt là được. Mấy cút mà đừng quay mặt. Cốc rượu. Đơn. Rượu xa, rượu 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 đó. Đúng không? Sáng rồi đi chợ. Vâng. Bây giờ đây nhà anh rồi. Xong rủ còn đi xuống nhậu cho vui, cho bữa giờ bận quá chứ là em gặp nhau chứ không mà bằng đẹp này mình bỏ phí rất tuyệt vời. Đây là chú á, lại giao lưu với bà này chị. Đây là quán này là gì? Mình đang ở quán cúc cúc bàn bên tròn. Anh em nào đi lấy xem YouTube thì ủng hộ quán bên Anh các bạn nhé, đăng kênh YouTube thế nên đăng ký lên để chia sẻ lên cho anh em xem bán ăn review này. Mời anh một ly đi. Mời anh đi xe. Đúng rồi. Tài xế, tài xế. Tài xế, tài xế. Cái đấy rất thức hồn nhưng mà cái nó có ngọt, cút nó mềm, nó ngon lắm anh em ạ. Nó ngọt là nó rất là ngọt. Đúng như em rồi. Đúng như em lên. Được cái gì cũng là nó. Thì giờ biết là có gì anh em ghé ủng hộ nha. Mày tức mời ông ghé bữa nào ghé thường xuyên dễ đây thì cái món này cút này chấm với mũi é bạn em nhé. Ngon tuyệt vời. Nó đã nhắn tin gì mà cũng phải thịt cút nó mềm. Nó đã nhắn tin gì mà phải chiều đây một cầu đấy. Chắc cái xương nó đều giòn hết nè. Này tối mai này phải xuống. Chờ sau 6 rưỡi. Sau 6 rưỡi. Ngon tuyệt vời em. Chiều đi mai là một bộ rồi. Đưa tôi khuôn ly, tuyệt vời. Đây. Quá ngon, quá đỉnh. Tuyệt vời. Chúng ta uống rượu nếp anh em ạ. Rượu nếp ở chỗ anh Lý này. Khoảng thuốc anh Lý giờ cũng thử rượu nếp. Em này kiếm thuốc mới rồi. Rồi cho ai uống đi. À rượu thăm có thịt bò gọi xuống nhậu. Rượu nếp nó ngọt 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 mà nó cay cay. Nó khó tả cái cảm giác này uống vô rồi nó cứ ngọt 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 sao mà nó cái nồng nó của rượu nhưng nó này ngọt ngọt của đường lúc đầu thôi đừng có rượu đi muốn tí rượu nếp mà muốn say rồi nè chắc bây giờ mình kết thúc ở đây say chào em nhé.